Thưa quý vị, đến thời điểm này thì toàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận hơn 8.200 người mắc COVID-19, trong đó có 35 ca tử vong. Và so với cả nước thì Nghệ An được đánh giá là một trong những tỉnh có tỷ lệ tử vong thấp. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Nghệ An cũng như nhiều địa phương khác đang tiếp tục triển khai các giải pháp giảm tử vong do COVID-19. Bị bệnh suy thận đã 5 năm nay, sự sống của chị Đỗ Thị Mai gần như phải phụ thuộc vào bệnh viện. Từ ngày xảy ra dịch bệnh, chị rất sợ bị lây nhiễm COVID-19. Vì thế, ngoài việc tự nhắc nhở bản thân luôn phải giữ gìn, chị và nhiều bệnh nhân suy thận khác cảm thấy yên tâm hơn khi được bệnh viện tạo điều kiện tiêm vaccine COVID-19 ngay tại nơi điều trị. Ngay lời bác sĩ bảo là bệnh nền của mình là luôn luôn cũng giữ gìn là càng tốt, nên cũng không đi đâu cũng phải sát khuẩn này, rồi đeo khẩu trang, rồi giữ gìn sức khỏe, rồi ăn uống tiêm được 2 mũi rồi, vừa đây tiêm tăng cường thêm được 1 mũi thứ ba nữa là cũng yên tâm. Bệnh viện luôn ra soát những cái đối tượng có nguy cơ cao như những người trên 50 tuổi này, những người có bệnh nền, những người suy giảm miễn dịch, đặc biệt ở đấy là có đối tượng chạy thận nhân tạo, thì là từ đó bệnh viện sẽ có kế hoạch điều trị chăm sóc phù hợp và đặc biệt là có kế hoạch tiêm vaccine cho những người đó. Thì là những người ở đấy đã có gần 100 bệnh nhân chạy thận nhân tạo thì hầu hết tất cả đã được tiêm 3 mũi vaccine. Bệnh nhân này vốn cao tuổi lại còn nhiễm COVID-19 khi đang điều trị bệnh ca thận tại bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Sau khi chuyển về Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, được các y bác sĩ tích cực chữa trị, động viên, sức khỏe của ông đã khá hơn. Thì mình đi trong đầu, mình có bệnh nền đâu, mình cũng lo, vợ con cũng lo, một cố gắng điều trị thôi, chấp hành cái phác đồ điều trị của bác sĩ. Hôm nay thì sức khỏe được không ạ? Sức khỏe hôm nay thì nói chung là từ ổn định thôi. Theo thống kê của ngành y tế Nghệ An, trong số 35 bệnh nhân tử vong, trong hơn 8.200 người mắc COVID-19, thì 100% đều là người mắc bệnh nền và phần lớn chưa được tiêm vaccine phòng bệnh. Trong đó, chỉ có một bệnh nhân dưới 50 tuổi có tiền sử di chứng chất độc da cam. Vì thế, việc phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí cách ly điều trị sẽ góp phần quan trọng trong việc giảm tử vong do COVID-19. Ở trong khu vực điều trị bệnh nhân COVID-19 thì chúng tôi có các bác sĩ thuộc các chuyên khoa nội, ngoại, kể cả bên bệnh viện Nhi cũng hỗ trợ nhân lực và bên bệnh viện Ung bướu cũng hỗ trợ nhân lực sang bên này. Thì chúng ta đã phối hợp điều trị rất tốt, chúng ta đã cứu được rất nhiều người là bị bệnh nền. Bên cạnh đó thì cũng không thể tránh được những cái tình trạng những bệnh nhân mà bị bệnh nền mà lại kèm theo bệnh COVID-19 nữa thì diễn biến người ta quá nặng nề. Kể cả nếu như không bị COVID-19 thì những cái bệnh nền đó cũng có thể đã là làm cho bệnh nhân đã tử vong rồi. Nhằm tiếp tục triển khai các giải pháp giảm tử vong do COVID-19, cùng với những nỗ lực trong công tác điều trị, đòi hỏi các cơ sở y tế huyện, xã cần thực hiện rà soát các đối tượng chưa tiêm đủ vaccine. Trong đó đặc biệt chú trọng các đối tượng nguy cơ cao và rất cao, như người trên 50 tuổi, người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch để tiêm đủ liều. Cần thiết có thể tổ chức tiêm lưu động tại nhà và thực hiện phòng chống lây nhiễm hiệu quả cho đối tượng này.